Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình review của Z. Hôm nay mình sẽ không làm review đồ Game Gear nữa. Hôm nay mình sẽ bắt đầu review cho các bạn xem chuỗi series những sản phẩm audio tốt nhất ha. Thì đầu tiên mình đến với cái phân khúc tầm trung. Có nhiều bạn hỏi mình là nếu có tầm 3 triệu đổ lại thì nên mua cái tai nghe nào. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn mình sẽ lựa chọn tai nghe. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng Solid Bass, của dòng chuyên bass của thằng Audio Technica. Còn WF550S thì các bạn hỏi mình cái mã này để làm cái gì thì mình chỉ các bạn luôn, cái WS là viết tắt của chữ Solid Bass, 550 là mã sản phẩm, còn IS có nghĩa là nó có cái micro sử dụng cho được hệ điều hành iOS và smartphone cách Android luôn ha. Thì ở đây là con WF550S thì mình giới thiệu sơ với các bạn như thế này. Đây là cái dòng mới vừa ra mắt của Audio Technica, cũng vừa mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, một trong những dòng Solid Bass khá là tốt ha. Ở trên đây thì mình không thấy nó để quá nhiều thông số đây, nhưng mà cái driver là 53mm. Ngoài ra là có mic, nói chung cũng không có gì quá đặc biệt, thì mình chỉ hand on trên tay cho các bạn xem thôi. Có người sẽ hiểu như thế này nhé. Cái Solid Bass là một cái sản phẩm nó rất là nhiều bass, nhưng thật sự ở Audio Technica khi chúng ta nghe về cái thương hiệu này thì chúng ta sẽ biết về một chất âm gọi là mượt mà, trầm ấm. Mặc dù ở đây nó nhiều bass nhưng mà cái chất âm của con W550S này mình sẽ nói trước, nó là bass nó khá là đầy và đủ, nhưng mà nó không quá gọi là lực, nên các bạn nghe rất là thoải mái. Ngoài ra cái âm trường của nó tạo chúng ta cảm giác rất là thoáng đãng, khá là rộng. Ngoài ra cái phần chép thì nó hơi ít, tại nó là dòng Solid Bass nên nó sẽ giảm cái phần chép lại. Mid thì mình cảm giác nó khá là ngọt kìa, mượt. Thì ở đây khi mình nghe thử con này thì mình cảm nhận nó rất phù hợp với những cái thể loại như là bóp, đen vân vân. Nói chung nó ở phân khúc 2 triệu 9. Mà nếu tìm một cái tai nghe mà có chiếc bass vừa đủ để nghe những thể loại đó thì mình nghĩ các bạn nên chọn con này. Ngoài ra về thiết kế của nó rất là sang trọng, chúng ta sẽ coi qua thiết kế nhé. Ở phần trên đây được giả da, cái phần hand được giả da nhé các bạn. Cái phần bass hai bên cũng được sử dụng chất liệu giả da rất là mềm. Các bạn đặt vô thử ở đây rất là tốt ha, rất là mềm. Ngoài ra cái khung xương bên trong được làm bằng thép nên các bạn hoàn toàn cảm nhận chất lượng rất là tốt. Chúng ta có thể bẻ ra tới cỡ này luôn nhé, như thế này. Ở đây mình thấy rất là đẹp khi ở đây nó khắc một cái viền thế này, chúng ta sẽ thấy cái vân nó sẽ chạy đồng tâm, được mạ vàng rất là đẹp. Ngoài ra ở những cái đường cắt rãnh bên hông như thế này, các bạn sẽ coi kỹ cái đường rãnh này nha. Ở cái đường rãnh này nó sử dụng cái vết cắt kim cương nên càng tôn cái vẻ đẹp của cái sản phẩm hơn. Mặc dù cái khung ngoài bằng nhựa nhưng mà cái phần này nó làm nhấn rất là đẹp. Cái cảm giác chúng ta quay trên đây giống như cái cảm giác mà các bạn hiểu là cái đĩa than. Cái đĩa than mà chúng ta gãy cái kim vô nó quay, thì ở đây họ làm cái cảm giác như tương tự như vậy ha. Ở đây sử dụng các vết cắt kim cương nhìn rất là đẹp. Ngoài ra để cải tiến thêm thì hiện tại là nó sử dụng hai dây, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng là sợi dây này là sợi dây dẹp để chống rối. Các bạn coi có để cái nào cũng không rối. Ngoài ra mình ấn tượng với nó nhất là ở đây nó sử dụng một cái dắt chữ L, nhưng mà nó đã cải tiến rất là nhiều, nhìn rất là đẹp. Ngoài ra các bạn sẽ thấy dắt luôn luôn của Audio Technica thường nó sẽ luôn luôn là mạ vàng để nó chống nhiễu cách tối đa tốt nhất. Dây thì có hai màu đen và vàng, cũng giống như cái màu tai nghe được phối hai màu đen và vàng. Ở đây phần mic thì chúng ta sẽ có cái phần mic ở đây, chúng ta sẽ bắt ở đây ha. Mình sẽ coi thử ở đây có cái phần ở đây. Đây chúng ta sẽ khui nó ra như thế này, chúng ta sẽ thấy. Đó, còn không chúng ta sẽ đóng nó lại như thế này nha các bạn. Để mình đóng nó lại. Ok. Thì hiện tại đó là những cái giới thiệu sơ qua. Ngoài ra khi mà chúng ta sẽ thấy, các bạn chú ý cái bass ở đây. Nó rất là mềm. Mình đã đeo thử rồi, cái cảm giác đầu tiên khi mà đeo cái tai nghe này nên cảm giác nó rất là thoáng. Và nó không bị gọi là hầm hay bó vào cái phần tai gây khó chịu. Tại vì cái lỗ bên trong đây mình thấy nó khá là to, nó ôm hẳn vào cái lỗ tai của chúng ta, nó không đè lên hay là nó tạo khó chịu. Một số cái sản phẩm khác á, cái phần bass bên trong này nó sẽ hơi hẹp, còn đối với Audio Technica nó làm tròn luôn để rớt hẳn vào cái tai các bạn và bao bọc cái tai các bạn. Nó tạo độ thoáng rất là nhiều. Ngoài ra cái lớp mỏng ở đây, cái lớp vải mỏng ở đây nó cũng rất là thoáng, nó giúp cho cái âm thanh đi ra không bị cản trở gì hết. Nên khi các bạn đeo cái này vô, thứ nhất cảm giác chúng ta có được là gì, rất là kín, cách âm rất là tốt và cái chất âm đi ra rất là thoáng ha. Ngoài ra nữa cái khung bậc này bằng thép nó có những cái đường răng như thế này, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thể tăng từng bậc một, nó sẽ đi từng bậc. Nó khi mà chúng ta đeo vô như thế này
chúng ta kéo xuống như thế này, nó sẽ không trượt lì xuống một cái liền, nhưng mà nó sẽ đi từ 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 xuống, làm sao tới cái mức thoải mái nhất cho tay chúng ta. Nên các bạn khi sử dụng cái này, điều này rất tốt. Và cái phần trên được giả da như thế này, nó đã nghiên cứu, Audio Technica đã nghiên cứu rất kỹ. Các bạn kéo xuống như thế này thì cái phần này nó sẽ ôm trọn cái phần đỉnh đầu của chúng ta, làm chúng ta không có cảm giác đau. Thì đây là những cái cải tiến mình thấy khá là tốt của Audio Technica trong đợt này. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm những sản phẩm này, các bạn có thể đến ngay những cửa hàng có AS Audio để trải nghiệm sản phẩm này. Ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé.